Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Các bạn thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh. Hoa sứ chữa huyết áp cao. Hoa sứ được trồng trong vườn nhà thường là để lấy bóng mát và cho hoa đẹp. Ngoài ra thì loại cây này còn có công dụng chữa bệnh rất là hiệu quả. Và nó có nhiều công dụng. Theo lương y của Vũ Quốc Trung thì cây hoa sứ còn có tên là cây đại kê đạo tử, và hoa sứ thuộc họ trúc đào. Trong y học cổ truyền, các bộ phận của cây hoa sứ đều có thể dùng để làm thuốc để chữa bệnh. Từ vỏ của thân cây, vỏ rễ, hoa, nụ hoa, lá tươi và nhựa của cây. Bộ phận được sử dụng nhiều nhất trong các bài thuốc là cây hoa sứ. Toàn cây hoa sứ có chứa chất kháng sinh thực vật là Fulvo và Blumenerin, có tác dụng ức chế sự tăng sinh và phát triển của một số vi khuẩn. Còn các bộ phận khác của cây thường có những công dụng khác nhau, chẳng hạn như là trong vỏ thân cây thì có chất glucosid là angoniadin, là một chất đắng. Vỏ thân và rễ hơi có độc, vị đắng, tính mát, được nhân gian sử dụng để làm thuốc tẩy sổ. Dùng từ 8 đến 15 gram để nhuận tràng, dùng từ 3 đến 5 gram chữa táo bón. Những người suy nhược, già yếu, phụ nữ có thai thì người bị tiêu chảy không nên dùng vỏ thân, vỏ rễ, mũ cây sú do tác dụng tẩy sổ mạnh và hơi độc. Dân gian thường dùng lá cây sứ để chữa bong gân, xay khớp, mụn nhọt. Nhựa cây cũng dùng để tẩy sổ nhưng liều thấp hơn so với vỏ thân. Còn hoa thì có công dụng tiêu đờm, trừ ho, hạ áp. Trong dân gian thường sử dụng hoa sứ phơi khô để làm thuốc chữa ho, kiết lỵ. Hoa khô có tác dụng mạnh hơn hoa tươi nên thu hái hoa khi vừa nở hết, phơi hay là sấy khô để dành dùng dần. Vào những năm 1960 thì trong nước cũng có những cái công trình nghiên cứu chỉ ra là hoa sứ có tác dụng hạ huyết áp rất là tốt. Và đây là một số cái bài thuốc ứng dụng thực tế. Theo lương y Vũ Quốc Trung thì hoa sứ nó có nhiều loại và có nhiều màu. Ví dụ như là màu trắng nè, màu vàng, màu hồng đỏ. Và chỉ có hoa loại màu cánh trắng, điểm vàng thì mới có tác dụng để làm thuốc. Và bài thuốc thứ nhất thì mình xin chia sẻ với cô chú anh chị và các bạn là bài thuốc bị chữa ho. Nếu mà bị ho do thời tiết thì chúng ta dùng 12 gram hoa sứ khô, dùng loại hoa cánh trắng, tâm điểm vàng, sắc lấy nước và uống thay trà trong ngày. Với những người có huyết áp cao thì hàng ngày sử dụng từ 12 đến 20 gram hoa sứ đã phơi khô, đem sắc lấy nước uống thay trà trong ngày. Thì nó trị huyết áp cao, mình uống mỗi ngày. Sử dụng từ 12 đến 20 gram hoa sứ đã phơi khô nha cô bác anh chị. Nếu mà bị bong gân thì dùng một ít lá sứ tươi rửa sạch giã nhuyễn, trộn với muối ăn đắp lên chỗ bị sưng bong. Đó, bị bong gân ha, thì mình dùng cái lá của hoa sứ mình rửa sạch với nước pha loãng, sau đó thì mình giã nhuyễn và đắp lên chỗ bị sưng. Dùng một ít lá tươi hơ trên lửa cho héo và đắp lên cái phía ngoài, sau đó lấy băng để băng giữ lại. Ngày đắp vài lần như vậy, làm trong vòng vài ngày thì cái trứng bị bong gân thì nó sẽ giảm đi rất là nhiều. Nếu mà chúng ta bị mụn nhọt thì chúng ta sử dụng cái lá sứ tươi giã nhuyễn và đắp lên, nó cũng chữa được mụn nhọt luôn nha cô bác anh chị. Đau ở chân răng có bị sưng thì dùng bộ phận vỏ của rễ đem ngâm rượu vài ngày, lấy rượu này ngậm không được nuốt thì nó rất là hay ha. Cô bác anh chị mà bị đau chân răng á thì cô anh chị nhớ là mình ngâm cái rượu và ngậm nha, ngậm xong rồi nhả ra chứ không được nuốt. Hiện nay một số người thường hay đi nhặt hoa sứ khô, có thể đem về bán. Người ta kết hợp hoa sứ với một số loại hoa khác để làm thuốc hỗ trợ trị bệnh cao huyết áp rất là hiệu quả. Đó là một số cái công dụng của hoa sứ và
mà biểu hiện tác dụng cao nhất là chữa cao huyết áp. Những người bị cao huyết áp á, uống trà thay nước mỗi ngày thì nó sẽ có công dụng là hạ huyết áp và điều hòa huyết áp. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.